khi mình mua cái xe này, một cầu số tự động, tại vì em không có nhu cầu đi off-road. Để về mình chơi style gọi là on-trick, là đường phố thôi. Mình tên là Phong, mình là chủ nhân của chiếc xe Isuzu D-Max 1.9 2021 này. Mình đã đi qua rất là nhiều loại xe rồi, thì từ sedan tới bán tải. Là ở đây mắt mới thì mình nhìn nó cơ bắp hơn, đường nét của nó đẹp hơn cái dòng cũ rất là nhiều, nên mình quyết định mình mua xe này. Một cái quan trọng mà mình mua nó là tại vì không ai đi, tại vì ít người chơi nên mình mua. Khi mình lấy về cái đầu tiên mình thay cho nó là mình thay mâm, xong rồi mình thay phuộc để hạ gầm xuống, xong rồi là các thiết bị khác về nâng cấp về động cơ này nọ. Nên chủ yếu là mình khóa nhất là phần động cơ của đây mắt. Ở zin của nó đã đẹp rồi thì mình làm thêm cho cái động cơ nó nhìn nó đẹp hơn thôi. Chủ yếu mình thích nhìn hơn là thích chạy. Khoang động cơ nó khá là gọn, nó là đẹp luôn. Thì bắt đầu tiên là mình thay cái bô. Ở cái bô này là của mình sản xuất luôn bằng titanium. Mình thay bô cho xe nó nhẹ là một. Cái thứ hai là cho nó có cái âm thanh nó thể thao hơn. Càng thấy thích thằng D-Max này nữa là cái tiếng nó khá là ấm, nó sẽ không bị xè xè như là cái máy dầu cơ bản. Sau đó là mình đem remap. Sau mình remap xong á là mình có thay thêm mấy cái vàng quạt nước, cánh quạt điện, cái nước lớn á, với lại cái quạt điện á là để cho nó nhẹ xe hơn, nó không xài quạt từ trong cốt máy ra. Ở cái quạt đỏ với cái tản nhiệt lớn á thì cái xe nó khá mát. Mình thay thêm vàng ống intercooler, full bộ intercooler bằng nhôm. Cái intercooler nó càng lớn á thì nó làm mát khí nạp càng nhanh. Với lại vàng ống nhôm á để nó giải nhiệt ở trên cái hành trình từ cái ống lạnh, từ cái ống nóng qua ống lạnh để nạp vô máy. Mình thay gần như hết có máy. Mấy cái bu ly nhôm này nọ thì về thông số kỹ thuật á, người ta nói là nó nhẹ hơn, nhưng theo mình thấy chứ mà để trang trí thôi. Từ lúc mình mua xe luôn đến lúc mình gắn tất cả món đồ lên thì mình mất khoảng 2-3 tháng, mỗi món đồ mình gắn vô đều có thể cảm nhận được. Nói chung là cái máy nó rất là hay, nó nhẹ hơn khá là nhiều. Ở cái chi phí của cái khoang động cơ này á, nếu mình vô thì mình ước chừng nó khoảng trên dưới 100 triệu. Ở cái mâm á, thì mâm zin của cái bảng của mình là mâm 17 inch. Thì mình thay cái mâm 20 inch. Lúc mà mình lấy về thì xe chạy khá là chồng chình. Mình lên bán tải là mình bị say luôn. Tại vì mình không quen, mình thường ngồi xe thấp không à. Về là mình hạ phục liền. Cái ưu điểm á, về ngang bánh lớn nữa, xe thấp, nó không có chồng chình như là nguyên bản đâu. Chạy rất là đầm luôn, vô cua này nọ là như sedan luôn. Phục này mình xài là của hãng ISS. Giá thành thằng này nó cao hơn những hãng khác, thương hiệu nó có tốt hơn. Thành ra mình quyết định là mình chọn này cho nó chắc cú. Mình sẽ canh chỉnh khá là nhiều để gắn được cái mâm 20. Tại vì nếu mà cái phuộc hạ gầm của Thái á, thì cái xe nó thấp dữ lắm. Và nó gắn bánh 20 nó sẽ cạ, giống như lúc đầu mình gắn á, là cái bánh nó đụng tới đây thôi, nó mỏng dữ lắm. Thì bắt buộc mình phải canh phuộc lên để cho nó vừa xài được cái bánh này. Tại xe mình có gia đình đi, rồi cho anh em chở hàng chở họ này nọ nữa, nên ở cái phần mâm và vỏ và phuộc là em chọn lọc là khá là kỹ. Bán tải á, nó không có đơn giản như mấy xe du lịch, canh chỉnh khá là nhiều luôn để nó hợp với cái mâm mà nó không đụng không cạ. Rồi làm lại trước sau để đánh lái không cả đấy. Nếu mà ở đường Việt Nam mà thấp quá thì cái bánh tải nó dài đòn thì xoay chở nó cực. Tại vì mình đi nhiều xe rồi thì có thể là nó không mạnh bằng những cái xe mà người ta máy lớn sẵn đâu. Nhưng mà cảm giác chạy của thằng này rất là nhẹ nhàng luôn.